家好，我是乐乐汉语学校的香薇老师，很高兴能再见到你们。今天你们好吧？Chào các bạn, mình là Hương Vy, giáo viên của trường tiếng Trung Lạc Lạc. Thật vui vì được gặp các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói số người trong gia đình. Trước hết để tập trung, hãy thoát khỏi các ứng dụng có thể là mình phân tán và kiểm tra xem giấy bút đã sẵn sàng chưa ạ? Trước hết chúng ta hãy cùng xem từ mới của bài ngày hôm nay nào. Chia nhà yểu có hứa và papa bố mama mẹ gơ anh chìa chiết chị khẩu nhân khẩu hái còn chứ lượng từ của con chó con mèo cổ chó xiao nhỏ mao mèo chỉ mấy rấn người san ba số ba mấy không nào lại một lần nữa nào chia yểu papa mama gege jie jie kou hai zhi gou xiao mao. Giờ hãy nghe và đọc theo bài khóa nhé. Lần 1 hãy lắng nghe, lần 2 nghe và đọc theo. 你家有几口人? 我家有三口人, 爸爸妈妈和我。 你家呢? 我家有五口人, 爸爸妈妈哥哥姐姐还有我。 你有没有狗? 有, 我有一只大狗, 还有一只小猫。 你家有几口人? 我家有三口人, 爸爸妈妈和我。 你家呢? 我家有五口人, 爸爸妈妈哥哥姐姐还有我。 你有没有狗? 有, 我有一只大狗, 还有一只小猫。 Giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng của các từ mới trên nhé. Gia, nhà, gia đình. Yểu, động từ biểu thị sở hữu, có. Đây là một động từ có dạng phủ định rất đặc biệt. Các động từ khác khi phủ định chúng ta dùng bù đặt trước động từ. Nhưng yểu khi phủ định chúng ta sẽ dùng mấy đặt trước yểu. Muốn tạo thành câu hỏi chúng ta chỉ cần dùng yểu mấy yểu. Đây chính là câu nghi vấn chính phản. Đặt hình thức khẳng định và phủ định của động từ liền nhau, chúng ta sẽ được một câu hỏi. Ví dụ, hỏi nhà bạn có chó không? 你家有没有小狗? Nhà bạn có mèo không? 你家有没有小猫? Trả lời là có, 有, không có, 没有. Các bạn hãy chuyển câu sau sang câu phủ định và câu nghi vấn chính phản nhé. 他是家明 他来河内 Xem mình làm đúng chưa nào? 他不是家明 他是不是家明 他不来河内 他来不来河内 Giờ chúng ta sẽ học về cách xưng hô trong gia đình nhé. Ở bên trên chúng ta đã học 4 từ
爸爸，我，妈妈，妹，哥哥，anh trai, 姐姐，chị gái. Giờ chúng ta sẽ học thêm các từ khác nhé. Nghe và đọc theo mình nào. 弟弟 anh trai, 妹妹 em gái. Thế con người lớn tuổi nhất trong gia đình này là ai nào? Đó là 爷爷 ông, 奶奶 bà. Đọc lại cho mình một lần nhé. 爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 哥哥 姐姐 弟弟 妹妹. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về lượng từ của tiếng Trung. Trong tiếng Trung, dường như mỗi danh từ đều có một lượng từ riêng. Vị trí của lượng từ thường là đứng sau số từ hoặc đại từ, trước danh từ. Khẩu là lượng từ của số nhân khẩu trong gia đình. 你家有几口人? Các bạn sẽ trả lời thế nào theo các tranh bên? À, đúng rồi, đó là 我家有三口人. Còn tranh này thì sao ạ? Đếm xem nhà mình có mấy người nào. 我家有四口人. Hái, phó từ, biểu thị ngoài những thứ đã liệt kê còn có các thứ khác. Trong câu, thứ đứng trước động từ. 我有一个哥哥，还有一个姐姐。Hãy nghe xem mình đang bắt chước tiếng con gì nào. Go go. Đây chính là con cậu. Chó. Còn con này thì sao ạ? Meow, meow. Mèo, mèo. Ở Trung Quốc, đây cũng là hai con vật hay được nuôi và làm thú cưng trong nhà. Chí. Lượng từ của chó và mèo. 你们看看有几只狗几只猫。Bạn hãy xem cho ảnh sau có bao nhiêu con chó, bao nhiêu con mèo nhé. Đúng rồi, chúng ta đếm được hai con chó và ba con mèo. 有两只狗三只猫. Bài trước chúng ta đã được học to, to, lớn. Hãy xem tranh nào. 这个大这个小这个小这个大。Giờ chúng ta hãy nghe và làm bài tập nào. Chúng ta có một từ mới là 女的, nghĩa là cô gái hay người phụ nữ. Trước hết hãy xem câu hỏi đó nhé. 1. Tôm 有几个哥哥? 2. Tôm 有姐姐吗? 3. 女的的家有几口人? 4. 女的有几只猫几只狗? Tom, 你有哥哥吗?有,我有两个哥哥,还有一个姐姐。你家有几口人?我家有三口人,爸爸、妈妈和我。你有猫吗?有,我有一只大猫,还有一只小狗。Kiểm tra xem mình làm đúng hết chưa nào? 一, Tom 有几个哥哥? Tom 有两个哥哥。二, Tom 有姐姐吗? Tom 有姐姐。他有一个姐姐。三, 女的的家有几口人?女的的家有三口人。四，女的有几只猫，几只狗？女的有一只大猫，还有一只小狗。读完粉红高板。Về nhà, hãy quay video giới thiệu về gia đình của bạn. Nhớ giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán.Quay xong, nhớ gửi các thầy cô trường tiếng Trung Lạc Lạc sửa âm cho các bạn nhé! Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, cùng xem lại chúng ta đã học được những kiến thức gì nhé! Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi! Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau! 同学们, 再见!